Hay nói là quý vị đó, câu câu thủ hấp dẫn ghê luôn, mình mê lắm. Bên kia nữa cơ đó, không bạn ngồi đằng kia đó, dài 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 đây là cầu thủ ngồi nhiều lắm. Ở đây kêu bằng tập suối cả quý vị, trăng thanh gió mát đó, đồng ruộng mênh mông. Thôi mình đi đường này về thôi, tại vì cái đường này bữa mình vô mình thấy lầy quá, hôm nay hết lầy à. Con này mọc ú các bạn, chồng bá lửa là mọc ú.
Mới thấy đâu hả? À?